Khai mạc hội nghị thường niên năm 2020. Vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 10 năm 2020, toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh để cử hành giờ chầu thánh thể và kinh tối chuẩn bị khai mạc hội nghị thường niên. Ngày 13 tháng 10, sau giờ kinh sáng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chủ tế thánh lễ để cùng toàn thể thành viên hội nghị thiết tha cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy trên hội nghị. Hội nghị đã bắt đầu phiên họp đầu tiên vào lúc 8 giờ sáng với lời khai mạc long trọng của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch. Đức cha Vero Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trình bày chương trình hội nghị và những đề tài thảo luận do quý đức cha đã đề nghị. Các đề tài xoay quanh những nhu cầu mục vụ của các giáo phận, chương trình hoạt động và đề án của một số ủy ban giám mục, những dự phóng về viễn ảnh toàn cầu và sứ vụ hội thánh trong thời kỳ thế giới đối diện với hậu quả của đại dịch COVID-19. Do tình trạng giãn cách vì đại dịch, hội nghị thường niên kỳ 1 được dự trù tổ chức từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 4 vừa qua đã không thực hiện được. Hôm nay, khi hội nghị khai mạc, các vị mục tử của Hội Thánh tại Việt Nam cũng ưu tư về tình trạng mưa lụt làm đảo lộn cuộc sống của anh chị em tại Tổng giáo phận Huế và Giáo phận Đà Nẵng. Ngay trong ngày 12 tháng 10, khi chuẩn bị bắt đầu hội nghị, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas đã phát thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ. Trong bài phát biểu chào đón hội nghị tại Trung tâm Mục vụ, Linh mục Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân cũng đã thay mặt Tổng giáo phận chia sẻ và hiệp thông với Tổng giáo phận Huế và Giáo phận Đà Nẵng trong hoàn cảnh khó khăn vì mưa lụt. Như vậy, hội nghị thường niên năm 2020 đã chào đón sự hiện diện của tất cả các giám mục chính tòa, phụ tá và giám quản tông tòa của 27 giáo phận tại Việt Nam, cùng với sự hiện diện thân thương của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn và Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Hội nghị sẽ kết thúc ngày 16 tháng 10 năm 2020. Xin Chúa chúc lành và xin các thành phần dân Chúa cầu nguyện nhiều cho hội nghị.